Những ngày này, nông trường chè Bầu Cạn trở nên đẹp và lãng mạn hơn bao giờ hết. Sáng tinh mơ, trên nền trời xanh thẳm, những ánh nắng ban mai lấp ló qua khe lá, soi rọi lên những chùm hoa muồn rực vàng như những chiếc đèn lồng. Những hàng muồng vàng kéo dài tích tắp về phía chân trời hay cánh hoa rơi trải đầy con đường đất đỏ đã tạo cho nơi đây một khung cảnh đầy chất thơ. Tới đây thì cảnh rất là đẹp, không khí thì trong lành. Bạn em có được một cái sân chơi rất là thoải mái và lành mạnh sau giờ học tập và làm việc mệt mỏi. Cuối tuần này là một trong những thời điểm thích hợp nhất để quý vị khán giả có thể tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của hoa muồng vàng tại Gia Lai. Vì mùa hoa muồng thường chỉ kéo dài trong khoảng 2 tháng, từ tháng 10 cho đến tháng 11 hàng năm.